Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video ngày hôm nay thì em Dương sẽ tiếp tục lên cho anh em sản phẩm áo polo nha em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ đồng giá là 199k cho một sản phẩm free ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra, mặc thử thoải mái. Nếu không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì xin vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về nhé. Thì hôm nay thì em lên cho anh em khoảng 40 mã nhé, 40 áo polo từ mã B151 nhé, đến mã B190. Thì hôm nay thì cũng có rất nhiều các cái siêu phẩm thương hiệu lớn cho anh em nhé. Em có Polo Ralph Lauren này, Tommy này, Nike này, Adidas, Puma nhé. Ngoài ra rất nhiều các thương hiệu khác anh em nhé. Rồi đầu tiên là em lên cho anh em một con Polo Ralph Lauren nhé. Đây, màu rất là sặc sỡ này anh em này. Đây, con này là mã B151 nhé. Vai 39, bụng 47, dài 61 này, cho anh em tầm 50-55 cân cho em nhé. Đây, Ralph Lauren này. Con này độ mới khoảng 90% anh em nhé. Và tiếp theo này, con này có 4 cúc luôn anh em nhé. Đây là 5 cúc luôn. Mã B151 này. Đây, độ mới rất cao. Medicina này, cốt tông 100% này, tác này, nét căng luôn. B151 này. Mã tiếp theo này, một em Callaway nhé. Con này thì là dòng áo chuyên về áo gốp này. Đây, Callaway gốp theo này anh em nhé. Độ mới con này khoảng 95% nhé. Đây, con này như áo mới luôn. Có khóa kéo này, Đây. Mã B152 nhé. Vai 44, bụng 50, dài 72 nhé. Cho anh em nó tầm khoảng 55-65 cân cho em. 55-65 cân, áo như mới nhé. Đây. Đây, con này là cũng made in China anh em nhé, 70% polyester. Con này là pha với cả rayon nhé, pha rayon luôn. Mã B152 này. Con này là có hơi co giãn nhẹ đấy anh em nhé. Tiếp theo này, của em Nike nhé, Nike này. Chất liệu polyester nhé, made in Thái Lan này. Đây, con này mặc cái bao mát luôn. Con này thì là độ mới khoảng 95% nhé, áo như là mới luôn. Đây, màu xanh đậm này rất là dễ mặc này anh em này. Mã B153 này, vai 44, bụng 48, dài 64 nhé. Tầm 5-60 cân mặc cho em này, 5-60 cân này, áo như áo mới luôn này anh em. Polyester 100% này, đây, tag này. Mã B153 này. Mã tiếp theo này, mã B154 này. Một em Polo Ralph Lauren ngựa thêu to nhá. Đây, thêu to này. Con này thì nó hơi bạc rồi, cổ nó bạc rồi, độ mới cũng không cao anh em nhé. Đây, nó hơi bạc một tí rồi. Đây, thêu số 3 nhé, áo rất đẹp. Đây, bên trong này, con này form size L Medicina nhé. Đây. Đây, bên trong màu xanh này, thêu này. Con này hơi bạc, em bán rẻ 100.000 cho anh em đam mê cái thương hiệu này anh em nhé. Đây, bạc thì bạc thôi, nhưng mà thực ra là 100.000 con áo Ralph Lauren mà thêu to nha anh em mặc rất là ok nhá. Mã B154 này, vai 41, bụng 45, dài 64 nhá. Đây, tầm 50-55 cân mặc cho em này. Đây, tác này, 100% cốt tông này, tác này nét căng luôn. Mã B154 này. Đây, con này bác nào không mua thì em để em mặc. Em rất là mê cái thương hiệu này. Tiếp theo này, một em con này của Urban Chet này. Đây, màu rất đẹp nhá, màu xanh thêu này, tất cả đều là thêu hết anh em nhé, tất cả đều là thêu này, độ mới khoảng 90% anh em nhé. Đây, cúc nó cũng chỉ 3 màu này, rất đẹp luôn, form size L này. Tay áo nhá, một bên có đường này, hai vạch này, bên này không nhá. Mã B155 này, vai 44, bụng 49, dài 73 nhá, cho anh em là tầm cũng khoảng 55-65 cân cho em này. Đây, kể cả trên này nó cũng có này. B155 này. Con này là 65% polyester nhé. Con này là cốt tông này, tác này. B155 này. Mã tiếp theo nhé, mà em Yonex này. Yonex logo theo này anh em nhé. Đây. Ui, cúc rất đẹp này anh em nhé. Cúc rất đẹp luôn này. Con này thì là nó in nó hơi mờ rồi. In nó mờ, con form size mờ anh em nhé. Đây, con này cũng nói chung là độ mới cũng ok, một cái là nó hơi bị mờ một chút thôi. Mã B156 này, bụng 48, dài 61 nhé. Con này nó hơi
hơi mờ các thứ, em bán cũng 100.000 con này nhá, cho anh em về thể dục thể thao đánh cầu lông này. Đây. B156 này, bụng 48 dài 61 anh em nhá, tầm 50 đến 55 cân cho em. Mã tiếp theo này, Ocean Pacific này, đây. Ui, con này màu rất đẹp luôn này, họa tiết thêu nhá, cúc gỗ luôn này anh em này, cúc gỗ này. Con này độ mới cũng khoảng 90% nhá. Đây. Áo màu rất đẹp luôn, phối màu rất đẹp này. Mã B157 này. Bụng 52 dài 67 nhá, tầm 55 đến 65 cân cho em nhá. Đây, con này nó không có vai, em chỉ có bụng thôi. Tiếp theo này, B158 này, nó đến với em Fila nhá. Fila họ tiếp theo, phối màu rất đẹp luôn này. Fila họ tiếp theo, đây bên này theo nhá. Theo tiếp này, màu rất đẹp luôn. B158 này, bụng 52 dài 66, cũng 55 đến 65 cân cho em nhá. 55 đến 65 cân này. Đây, Fila form size L này. Full size 100% nhé, áo thể thao. B158 này. Mã tiếp theo này, Arnold Palmer nhé, cũng một thương hiệu cũng rất hay thấy ở trong kiện hàng Nhật nhé. Tiếp theo này, con này thì là kiểu áo nó làm các loại chất vải, chất liệu nó thân thiện với môi trường ấy. Mã B159 này, vai 45 bụng 49, dài 72 nhé, cũng 55 65 cân mặc cho em nhé. Đây, chất con này bao mát luôn, áo rất mỏng này, mặc cực kỳ mát luôn. Con này độ mới trên 90% anh em nhé, áo rất mới luôn. Đây, cúc cũng dập hiệu này. Đây, con này tác nó hơi mờ, chất liệu cốt tông nhé, liệu cốt tông. Mã B159 này. Mã tiếp theo này, em con này Oakley nhá, Oakley áo thể thao, chất liệu polyester. Mã tiếp theo nhá, Oakley này. Form size M này. Oakley nhá, con này đen trơn, rất mới nhá, con này mới trên 95%, như áo mới luôn. Mã B160 này. Vai 42 bụng 53 dài 64, tầm 5-60 cân mặc cho em nhá, 5-60 cân này. Đây. Con này là made in Việt Nam anh em nhé. Đây, em có tác tiếp đầy đủ hết, polyester 100%, hai cúc dự phòng này. Mã B160 này. Mã tiếp theo em Asics nhé, Asics này, họa tiết in nhé, in này, con size L này. Mã B161 này, bụng 44 dài 68 nhé, cũng tầm 55 đến 65 cân mặc cho em này, 55-65 cân anh em nhé. Mã tiếp theo này, em con này Beauty and Jot này, đây, cúc vỏ sò, màu rất đẹp luôn này. Này, con này mới 90%. Con phải mở con này made in Japan luôn anh em nhé, xuất tại Nhật luôn. Mã B162 này, vai 41, bụng 46, dài 68 nhé, cũng tầm 55-65 cân mặc cho em nhé. Đây, áo rất mới luôn, có cái đường trắng chấm bi này, này anh em. Đây, cúc dự phòng này, tác nét căng luôn. Con này là chất liệu cốt tông nhá, cốt tông 100%. Đây, tác này. Mã B162 này. Mã tiếp theo là con này của MCM nhá. Con này mới 97-98% anh em ạ. Này như áo mới luôn. Có khóa kéo này, túi này, khóa rất mượt luôn. Mã B163 này. Vai 50, bụng 55, dài 70 nhá. Con này tầm 6-70 cân mặc cho em anh em nhé, 6-70 cân này, áo như áo mới luôn. Đây, nó có viền viền cổ này, viền cổ này, cái tay áo nhé, cũng màu đen nhé, này, màu rất đẹp luôn này. Mã B163 này. Mã tiếp theo này, của em con này áo polo, mã tiếp theo nhé, polo mã tiếp theo. Con này mới 97-98% nhé, như áo mới anh em ạ. Đây, áo tím này, mã B164 này. Bụng 51 dài 63 nhé, cũng tầm 50-60 cân cho em, 50-60 cân anh em nhé, áo như áo mới nhé. Đây, bên trong nó cũng trơn này này. Mã B164 này. Mã tiếp theo này, con này hàng made in Japan nhé, Mario Giorgi Italia, thương hiệu đến từ Ý nhé. Con này thì cổ nó hơi bị bạc một tí rồi anh em nhìn này, đây này, đây này, cổ nó hơi bạc một tí này. Mã tiếp theo nhé, đây áo màu tím này.
Áo này các chú bác mặc rất là sang luôn này. Con này nó hơi bạc ở phần cổ rồi, con này em bán rẻ cũng 100.000 con này thôi anh em nhé. Mã B165 nhé, vai 45, bụng 50, dài 71 nhé. Cho anh em là tầm cũng khoảng 55, 65 cân mặc cho em. Đây, đằng sau là trơn này, áo màu rất đẹp luôn này. Mã tiếp theo này, con này của Guribi này. Con này thì áo đây còn nguyên cái nhựa store nhé. Con này áo như mới luôn, nó là áo mới luôn anh em. Đây, túi này. Mã B166 này, vai 47, bụng 51, dài 70 nhé. B166. Đây, áo rất mới luôn. Con này polyester 100% nhé. Đây, tác như mới luôn. B166 này. Mã tiếp theo là Beauty and George tiếp nhé. Con này là made in China. Đây, cũng gúc vỏ sò này anh em này. Độ mới con này cũng khoảng trên 90% anh em nhé. Đây, nó có hai họa tiết này. Đây, họa tiết kẻ ngang to, trông rất đẹp. Chấm bi ở giữa. Mã B167 này, vai 40, bụng 48, dài 62 nhé, tầm 50-55 cân mặc cho em. Đây, con này là cốt tông 100% nhé. Đây, tang đây, như mới luôn. Mã B167 này. Mã tiếp theo này, crossing nhé, con này 100% cốt tông này, bên chơ cây nhé. Đây, con này áo mới 90% này, họa tiết phối màu con áo cực đẹp luôn. Cúc này, cúc là màu rất đẹp nhé, này em nhìn này. Màu rất đẹp luôn này. Mã B168 này, vai 49, bụng 54, dài 71 nhé. Cho anh em là tầm khoảng độ cũng 6-70 cân mặc cho em nhé, 6-70 cân. Đây, tác này, mới luôn. Mã B168 này. Tiếp theo này, mà em con này là The North Face nhé. The North Face họa tiết theo này. The North Face này, áo toàn mấy trăm đô. Con này thì là nó độ mới nó không cao nhá, độ mới nó khoảng 85% thôi. Đây, độ mới nó không cao lắm. Con size M là bên China này. Đây, con này em bán rẻ 100.000 cho anh em thôi nhá, áo The North Face. Mã B169 này, vai 47, bụng 52, dài 68 này, 100.000, tầm 55 đến 65 cân mặc cho em nhé anh em nhé. Áo The North Face. Đây, tác thì vẫn còn nét căng, cốt tông 100%, cũng dự phòng. Mã B169 này. Mã tiếp theo này, mà em còn là HM, con này chất sờ, mát kỳ luôn em. HM này, con sợi XL này, đây. Áo HM này. Con này độ mới cũng khoảng trên 90% nhé, áo rất mới đấy. Mã tiết cây dừa này. Mặc đúng kiểu áo mặc mùa hè rồi. Mã B170 này, vai 46, bụng 57, dài 68 nhé. Cho anh em là tầm khoảng 55 đến 65 cân mặc cho em này. Đây, con này made China nhé, cốt tông 100%. Đây, tác này, cũng dự phòng. Đây, cũng dự phòng. Mã B170. Tiếp theo này, con em áo master nhé, con này áo dòng áo master, áo gốp nhé, dòng áo gốp này, và tiếp theo nhé. Con này thì cực mới luôn anh em nhìn, cổ áo này mới tinh luôn. Con size M này, áo gốp này. Đây, màu rất là dễ mặc này. Mã B171 này, vai 46, bụng 50, dài 68 nhé. Tầm 55-65 cân mặc cho em anh em nhé. 55-65 cân này. Đây, tay áo này, làm rất đẹp luôn. Đây, con này tác hơi mờ rồi, tác mờ mất rồi. Con này thì là tầm chất liệu là polyester, áo thể thao đấy anh em nhé. Mã B171 này. Mã tiếp theo này, Polo Club, họ tiết theo cực to luôn này. Theo rất to luôn anh em này. Bên này là in này, thương hiệu này từ năm 1982 nhé. Con này mới trên 90%. Con size L này, bên này là theo số 82. Phát mãi. Đây, dưới này cũng tiếp tục này. Có một cái tag này. Mã B172 này. Vai 45, bụng 50, dài 71 nhé.
tầm 55 đến 65 cân mặc cho em này. Cốt tông 100% nhá, cúc này, cúc dập hiệu này. Mã B172 này. Tiếp theo chúng ta đến với Tommy Hilfiger này. Ui, áo thêu nhá. Áo tiếp theo này, độ mới trên 90% anh em nhá. Form size XL này, form size XL này. Ui, áo này to quá. Con này B173 này. Vai 56, bụng 61, dài 81 này, cho anh em tầm khoảng 85 90 cân cho em nhá. 90, thậm chí là trên 90 cân anh em này. Áo rất to luôn. Đây, tag này, cũng dự phòng này, cốt tông 100%. Mã B173. Mã tiếp theo này, con này của Linbert này, form size M này. Con này độ mới cũng khoảng 90% anh em nhé. Đây, áo họa tiết cho các chú các bác mặc rất là phù hợp này. Đây, màu rất đẹp luôn, màu xanh xanh nhạt, xanh lá mạ nhạt này. Túi này, có túi này. Mã B174 này, vai 42, bụng 45, dài 67 nhé. Tầm các chú các bác là tầm 55 đến 65 cân. Đây, tác như mới luôn, 73% là polyester nhé, lại pha cốt tông. Áo vừa đẹp vừa mát. Mã B174 này. Tiếp theo này, em áo đan lốp này. Đan lốp quá nổi tiếng rồi. Đây, khóa của IKK nhé, đan lốp form size L. Mã B175 này, vai 45, bụng 53, dài 71 nhé. Cho anh em là tầm khoảng độ 55 đến 65 cân cho em nhé. Đây, tác cờ Mỹ này. Con này họa tiết in thôi anh em nhé. Con này nó là họa tiết in. Áo chất polyester nhé, áo thể thao. Đây, con này made in Japan nhé, hàng Nhật. Mã B175 này. Tiếp theo này, con này của Valentia nhé. Con này thì vẫn còn đây, tác ở sửa to này. Và tiếp theo cực đẹp luôn này. Áo polyester made Việt Nam nhé. Con size L, con này mới 95%, như áo mới luôn. Mã B176 này, vai 46, bụng 57, dài 72 nhé. Con này thì tầm anh em là tầm khoảng 55 đến 65 cân mặc cho em này. Đây, 100% polyester này. Đây, tác nét căng như mới luôn. Mã B176 này. Tiếp theo này, Lindex này, thương hiệu từ Mỹ này. Đây, đồ mới này trên 90% anh em nhé. Đây, họa tiết thêu này. Con này là mã B177 này. Vai 48, bụng 52, dài 69 nhé. Cho anh em là tầm khoảng độ 6-70 cân mặc cho em này. Đây, con này là cốt tông 100% nhé. Đây, con này là hàng made in Japan. Tác rất mới luôn. Mã B177 này. Mã tiếp theo này. Một em con này kiểu áo, dòng áo vintage nhé. Áo thổ cẩm màu này, rất hay luôn này. Áo màu mận này. Đây, cục đồng này. Tụ mới con này 90% anh em nhé. Đây, form size LL này. Mã B178 nhé. Vai 48, bụng 50, dài 72 nhé. Cho anh em là tầm khoảng độ cũng tầm 55-65 cân cho em. 70% cốt tông, loại là polyester pha này. Mã B178 này. Mã tiếp theo này, con này Ennio Murachi, thương hiệu đến từ Nhật nhá. Một con này chất sờ rất mịn này. Này, cúc ẩn này. Cúc cũng dập hiệu anh em nhé. Mã B178 này. B179 này, vai 43, bụng 48, dài 63 nhé. Tầm 5-60 cân mặc cho em này. 5-60 cân anh em nhé. Đây, con này là đây. Pua cốt tông luôn này. Đây, con này cốt tông rất mịn luôn. Mã B179 này. Mã tiếp theo này, con này màu đẹp nhỉ. Con này Music Square này. Con size LL này. Đây, độ mới trên 90 nhá. Cổ trắng tinh luôn. Đây, họa tiết thêu rồi. Thêu chỉ mấy cụt anh em này. Đây, ui, con này phối màu rất đẹp này anh em nhìn này. Phối màu cực đẹp luôn. Mã B180 này, vai 51, bụng 54, dài 75 nhá.
cho em tầm khoảng độ 65-75 cân cho em. À, con này là hàng made in Japan nhé, cotton 100%, mã B180. Ở mã tiếp theo này, con này là Puma nguyên tác, cotton 50%, polyester 50%, con này áo nguyên tác rồi, cúc tập hiệu này, đây, có túi nhé, họa tiết theo này. Mã B181 này, vai 40, bụng 44, dài 70 nhé. Cho anh em là tầm khoảng độ 5-60 cân cho em nhé, 5-60 cân. Áo nguyên tác. Tiếp theo này của em Asics này, họa tiết theo nhé, áo thể thao cho anh em này. Áo chất liệu thể thao, con này mới trên 95% nhé. Mã B182 này, vai bụng 50, dài 68 nhé, cũng tầm 55-65 cân cho em này, 55-65 cân anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này cũng nguyên tác rồi, cửa hàng đồ cũ này, Yamamoto này, này. Đây, con này cũng mới trên 90% nhé. Cái họa tiết kẻ này rất phù hợp cho các chú các bác mặc này. Đây. Mã B183 nhé, vai 45, bụng 50, dài 63, tầm 5-60 cân mặc cho em nhé. Đây, con này 60% cotton, lại pha với polyester, đây, tác này, như mới. Ở mã B183. Và tiếp theo này, em có Azun này. Đây, họa tiết theo nhé, theo này, đằng sau nhé, họa tiết rất đẹp luôn, in đẹp lắm, và theo này. Con này mới trên 90% nhé. Ở mã B184 này, vai 44, bụng 55, dài 68, tầm 55-65 cân mặc cho em nhé, 55% là cotton, còn lại là polyester. Đây, tác rất mới. Ở mã B184 này. Con này Yasaha, áo này như áo bóng bàn anh em ạ. Đây, con này mới trên 90% luôn, rất mới. Áo này như áo mới luôn. Họa tiết theo này. Đây, cho anh em thể dục thể thao này. Con này bụng 53, dài 67 nhá, cũng 55-65 cân mặc cho em này. Đây, áo cho anh em mặc đi bóng bàn. Mã B185 này. Đây, chất thể thao, tác như mới luôn. Đây, bên này có này, Japan Table Tennis này. Đây, áo bóng bàn luôn. Mã B185 này. Tiếp theo này, con này của Hush Puppy này, áo màu hồng này, áo sáng màu cho anh em này, họa tiết theo nhé. Mã B186 này, vai 43, bụng 54, dài 69 nhé, tầm 55-65 cân mặc cho em này. Đây, con này mới trên 90, rất mới luôn. Con này Medicina này, 65% polyester nhé, lại pha với cotton, tác này, dự phòng này. Mã B186 này. Tiếp theo này, American Earth này. Này, con này là made in Malaysia. Đâu, con này sản xuất tại Mỹ luôn anh em nhé, sản xuất tại Mỹ luôn. Ở đây, độ mới con này trên 90 nhé. Áo cotton rất là mịn luôn anh em ạ. Mã B187 này, vai 48, bụng 51, dài 71 nhé. Con này tầm 6-70 cân mà cho em này, 6-70 cân này. Này, tác này, tác trên, tác dưới, đầy đủ hết. Mã B187 này. Tiếp theo này, áo của Zara Man nhé, Zara Man, con này cũng made in Portugal này. Đây, sản xuất tại Bồ Đào Nha. Mã B188 này, vai 46, bụng 42, dài 64 nhé, tầm 5-60 cân mặc cho em này, 5-60 cân này, áo rất mới luôn. Đây, con này như áo mới luôn anh em. B188 này. Tiếp theo này, em con này của Nike, hàng made in Thái Lan nhé. Nike này, con này cũng mới trên 90 này, rất mới luôn. Áo này cúc đồng này. Đây, họa tiết thêu này, bên này hai bên đều thêu hết nhé. Mã B189 này, bụng 60, dài 75 nhé. Con này cho anh em tầm 75-85 cân cho em, 90 cân mặc ok. Áo rất to luôn. Đây,
theo ạ, tiếp theo tiếp anh em này. Con này là cốt tông, 100%, cốt dự phòng này. Ở mã BE189 này. Ở mã tiếp theo này, ở Nike nhá, con này hàng made in Thái Lan tiếp này. Con này cũng mới trên 95 nhá anh em nhá, áo rất mới này, tiếp theo này. Đây, theo Nike ở đây nhá. Đây, cúp rất đẹp luôn anh em nhìn này. Bên trong này, cúp này. Mã B190, mã cuối cùng nha anh em nhé. À, vai 50, bụng 58, dài 70 nhé. Tầm 65-75 cân mặc cho em này. Đây. Áo màu rất hay luôn. 35% polyester. Còn 65% cốt tông này, tác này. Cúp dự phòng này. Mã B190. Rồi, vậy là em đã lên hết tổng cộng 40 mã áo polo cho video ngày hôm nay. À, rất cảm ơn các chú các bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. À, anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với em Dương theo số điện thoại bên dưới video nhé. À, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.